Thói quen 2. Bắt đầu bằng đích đến. Tuyên ngôn sứ mệnh cá nhân. Cách thức hiệu quả nhất mà tôi biết để bắt đầu bằng đích đến là xây dựng cho mình một tuyên ngôn sứ mệnh cá nhân hay triết lý sống hay đức tin. Điều này sẽ giúp bạn hướng sự tập trung vào những gì bạn muốn hiện hữu, đó là phẩm giá và hành động hay là cống hiến và thành tựu, và vào những giá trị hay nguyên lý nền tảng của sự hiện hữu và hành động. Vì mỗi cá nhân luôn độc đáo và duy nhất, nên tuyên ngôn sứ mệnh cá nhân cũng phản ánh được đặc điểm này ở cả nội dung lẫn hình thức. John Faker, một người bạn của tôi, đã thể hiện đức tin cá nhân của anh như sau. Trước hãy xây dựng gia đình thành đạt, kiếm tìm và trân quý những trợ giúp thiêng liêng. Đừng bao giờ xem lòng trung thực là thứ có thể hòa hiệp. Hãy ghi nhớ những ai có liên quan, lắng nghe từ hai phía trước khi phán xét, xin lời khuyên từ người khác, bảo vệ những ai vắng mặt, hãy chân thành nhưng quyết đoán. Mỗi năm hãy thông thạo một điều gì mới, ngày hôm nay cần tính việc ngày mai, tận dụng cả những khoảng thời gian chờ đợi, duy trì một thái độ tích cực, giữ được óc hài hước, chỉn chu trong công việc lẫn trong cuộc sống cá nhân. Đừng sợ mắc sai lầm, ta chỉ sợ khi không có những biện pháp sáng tạo mang tính xây dựng và sửa chữa cho những sai lầm ấy. Hỗ trợ nhân viên cấp dưới thành công, lắng nghe quan trọng gấp hai lần nói. Tập trung làm tốt nhất những công việc trước mắt, đừng bận tâm đến việc thăng tiến hay công việc sắp tới. Một người phụ nữ tìm kiếm sự cân bằng giữa những giá trị gia đình và công việc thì bày tỏ cảm nhận của cô về sứ mệnh của bản thân theo một cách khác. Tôi sẽ tìm cách cân bằng tốt nhất giữa sự nghiệp và gia đình bởi cả hai đều quan trọng với tôi. Nhà tôi sẽ là nơi mà tôi và gia đình, bạn bè, khách khứa tìm thấy niềm vui, sự thoải mái, bình an và hạnh phúc. Tôi vẫn sẽ tìm kiếm, kiến tạo một môi trường sạch sẽ và ngăn nắp, thoải mái và giàu sức sống. Tôi sẽ khôn ngoan hơn trong lựa chọn về ăn uống, đọc, xem và làm ở nhà. Tôi đặc biệt mong muốn dạy cho con mình biết yêu thương, biết học hỏi, biết vui cười và biết sử dụng và phát triển tài năng độc đáo của chúng. Tôi trân quý các quyền, sự tự do, trách nhiệm của xã hội dân chủ. Tôi sẽ là một công dân tận tụy và sẻ chia, tham gia vào hoạt động chính trị để đảm bảo tiếng nói của mình, lá phiếu của mình thực sự có giá trị. Tôi sẽ trở thành một cá nhân biết tự khởi đầu, luôn tự đề ra sáng kiến để đạt được mục tiêu của cuộc đời. Tôi sẽ chủ động nắm bắt tình huống và cơ hội thay vì phản ứng bị động. Tôi sẽ luôn nỗ lực để giữ bản thân tránh xa những thói quen nghiện ngập và hủy hoại. Tôi sẽ xây dựng những thói quen mà giúp giải phóng tôi khỏi những gì người khác gán cho tôi, khỏi những giới hạn cũ để mở rộng khả năng và lựa chọn cho tôi. Tiền sẽ là người hầu, chứ không phải ông chủ của tôi. Tôi sẽ đạt được sự độc lập tài chính theo thời gian. Ước muốn của tôi sẽ tùy thuộc vào nhu cầu và phương tiện mà tôi có. Ngoài các khoản vay dài hạn cho ngôi nhà và chiếc ô tô, tôi sẽ luôn giữ cho bản thân thoát khỏi những món nợ tiêu dùng. Tôi sẽ chi ít hơn những gì kiếm được và thường xuyên tiết kiệm hoặc đầu tư một phần thu nhập của mình. Và hơn nữa, tôi sẽ sử dụng tiền và tài năng mình có để giúp cuộc sống này hữu ích hơn cho người khác bằng hành động phụng sự hoặc cho đi thiện nguyện. Bạn có thể xem bản tuyên ngôn sứ mệnh cá nhân như bản hiến pháp dành cho bản thân, cũng giống như bản hiến pháp Mỹ vậy. Nó không thay đổi về cơ bản trong hơn 200 năm qua mà chỉ có 26 điều chỉnh, 10 trong số đó đã được đề cập trong bản tuyên ngôn nhân quyền đầu tiên. Hiến pháp Mỹ chính là tiêu chuẩn để đánh giá mọi điều luật trên khắp cả nước. Nó là văn bản mà Tổng thống cam kết tuân thủ và bảo vệ khi thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức. Nó là tiêu chí để định hình quyền công dân. Nó là nền tảng và trọng tâm giúp người dân Mỹ vượt qua những vết thương lớn của dân tộc như nội chiến hay sự kiện Watergate. Nó là chuẩn mực, tiêu chí cốt yếu để định hướng và đánh giá mọi việc khác. Đến nay, hiến pháp vẫn trường tồn và thể hiện được chức năng quan trọng của nó.
Nhờ nó dựa trên những nguyên lý đúng đắn, trên những sự thật hiển nhiên đã nêu trong bản tuyên ngôn độc lập, những nguyên lý này mang lại cho hiến pháp sức mạnh vượt thời gian, dù trong bối cảnh xã hội hỗn loạn và liên tục thay đổi. Thomas Jefferson từng nói, sự bình an của dân tộc nằm trong chính bản hiến pháp vừa được viết ra. Một tuyên ngôn sứ mệnh cá nhân dựa trên các nguyên lý đúng đắn sẽ trở thành chuẩn mực cho mỗi cá nhân. Nó trở thành hiến pháp của cá nhân ấy, thành nền tảng để đưa ra những quyết định quan trọng, thay đổi cuộc đời, thành nền tảng để đưa ra quyết định mỗi ngày, bất kể hoàn cảnh hay cảm xúc có ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của ta. Nó mang lại cho mỗi người nguồn sức mạnh vượt thời gian để đương đầu với thay đổi. Con người không thể chịu đựng sự thay đổi nếu bản thân họ không có một cái cốt lõi bất biến bên trong. Chìa khóa để mang lại khả năng thay đổi chính là cảm nhận bất biến về mình, là ai, là gì và sống với giá trị gì. Khi có tuyên ngôn sứ mệnh, ta có thể hòa vào dòng chảy của sự thay đổi. Ta không còn bị các thiên kiến, định kiến chi phối, ta không cần phải giải mã mọi thứ trong cuộc sống, phải dập khuôn và phân loại mọi thứ hay mọi người để thích ứng với thực tại. Môi trường thuộc về bản thân ta còn thay đổi với tốc độ nhanh hơn, và sự thay đổi nhanh chóng này đã đánh gục nhiều người, cảm nhận rằng họ không thể kiểm soát hay đối diện với cuộc sống, họ trở nên bị động và bỏ cuộc, hy vọng rằng mọi thứ xảy đến với họ đều tốt đẹp. Nhưng mọi chuyện không cần phải diễn ra theo cách đó. Cũng chính từ trại tử thần Lazy mà Viktor Frankl đã học được nguyên lý về tính chủ động. Ông cũng học được tầm quan trọng của mục đích và ý nghĩa của cuộc sống. Về sau, ông đã xây dựng và giảng dạy môn triết học mang tên ý nghĩa trị liệu, mà lý giải rằng các căn bệnh thần kinh và cảm xúc thực chất chỉ là triệu chứng của một cảm nhận tiềm tàng về tính vô nghĩa hay trống rỗng. Môn ý nghĩa trị liệu xóa bỏ được sự trống rỗng này bằng cách giúp đỡ mỗi cá nhân phát hiện ra ý nghĩa hay sứ mệnh cuộc đời họ. Một khi có được cảm nhận về sứ mệnh, bạn sẽ có được cái bản chất mà hình thành nên tính chủ động của mỗi người. Bạn có được tầm nhìn và những giá trị mà định hướng cho cuộc đời bạn. Bạn có được định hướng cơ bản để đặt ra những mục tiêu ngắn và dài hạn cho bản thân. Bạn có được sức mạnh của một bản hiến pháp được viết ra dựa trên các nguyên lý đúng đắn, mà nhờ vào đó bạn có thể đo lường hiệu quả mọi quyết định sử dụng thời gian, công sức và tài năng của bạn. Ở tại trọng tâm. Để có thể viết được tuyên ngôn sứ mệnh cá nhân, ta phải bắt đầu từ ngay chính trọng tâm của phạm vi ảnh hưởng. Trọng tâm đó được tạo thành bởi hầu hết những mô thức căn bản nhất. Ta là lăng kính mà ta nhìn nhận thế giới. Tại điểm bắt đầu này, ta suy nghĩ về hoài bão và giá trị sống của mình. Tại đây, ta sử dụng khả năng tự nhận thức bản thân được tạo hóa ban cho để kiểm tra các tấm bản đồ. Và nếu ta biết trân quý những nguyên lý đúng đắn, ta có thể đảm bảo rằng tấm bản đồ này sẽ mô tả một cách chính xác vùng đất và rằng những mô thức của ta đều dựa trên nguyên lý và thực tại. Tại đây, ta sử dụng một năng lực thiên phú khác là lương tâm như một chiếc la bàn để giúp ta xác định những tài năng và phạm vi cống hiến độc đáo của ta. Tại đây, ta có thể sử dụng trí tưởng tượng của mình để tạo lập trong tâm trí của mình đích đến mà ta mong ước, từ đó mang lại định hướng và mục đích để khởi đầu, đồng thời thổi hồn cho bản hiến pháp cá nhân. Và cũng chính tại đây, ta tập trung mọi nỗ lực để đạt được những kết quả vĩ đại nhất. Khi ta chú trọng vào tâm của phạm vi ảnh hưởng, ta sẽ mở rộng nó. Nói cách khác, đây là công việc phát triển BNC mà có tác động to lớn đến tính hiệu quả của mọi khía cạnh trong cuộc sống của ta. Khi đó, trọng tâm cuộc sống của ta sẽ có cội nguồn của sự an nhiên, sự dẫn đường, trí tuệ và sức mạnh. Sự an nhiên đại diện cho cảm nhận của bạn về trạng thái hiện hữu của giá trị bản thân, về bản thể, về chỗ dựa cảm xúc
về lòng tự tôn và về sức mạnh của bản thân, cũng như trạng thái thiếu vắng những điều này. Sự dẫn đường chính là nguồn gốc của định hướng sống. Khi có được tấm bản đồ dẫn lối, bạn sẽ có khung tham chiếu bên trong để diễn giải những gì đang diễn ra ngoài kia. Chúng cũng là những chuẩn mực hay nguyên lý hay các tiêu chí nội tại mà điều chỉnh từng khoảnh khắc của quá trình hành động và ra quyết định của bạn. Trí tuệ chính là quan điểm của bạn về cuộc sống, là cảm nhận về sự cân bằng, là thấu hiểu về cách mà vạn vật và các nguyên lý liên hệ và tác động lên nhau. Nó giúp ta đánh giá, phân biệt và lĩnh hội. Nó là một trạng thái toàn vẹn, nhất thể, một tổng thể hợp nhất. Sức mạnh chính là khả năng hành động, đạt được một thứ gì đó. Nó chính là nguồn năng lượng thiết yếu để ta đưa ra lựa chọn và quyết định. Nó cũng bao hàm khả năng chiến thắng những thói quen đã thâm căn cố để xây dựng những thói quen cao quý, hiệu quả hơn. Cả bốn yếu tố trên, sự an nhiên, sự dẫn đường, trí tuệ, sức mạnh có tính tương thuộc vào nhau. Khi có sự an nhiên và chỉ dẫn rõ ràng, ta sẽ có trí tuệ thực thụ. Và chính trí tuệ này là tia lửa hoặc chất xúc tác để giải phóng nguồn sức mạnh nội tại. Khi cả bốn yếu tố này đều hiện diện cùng nhau, hài hòa và nâng đỡ lẫn nhau, chúng tạo nên nguồn sức mạnh vĩ đại để hình thành một nhân cách cao quý, một bản tính hài hòa và một cá nhân chân thiện mỹ. Những yếu tố hỗ trợ cuộc sống này cũng nâng đỡ mọi khía cạnh khác của cuộc sống, và không yếu tố nào là quan trọng hơn các yếu tố còn lại. Quá trình phát triển từng yếu tố mang tính liên tục, giống như hình tượng phạm vi trưởng thành liên tục vậy. Ở đáy vòng xoắn ốc, cả bốn yếu tố này đều yếu. Khi đó, bạn bị phụ thuộc hoàn cảnh và người khác, vào những điều mà bạn không thể kiểm soát được. Còn ở đỉnh của vòng xoắn ốc, bạn hoàn toàn làm chủ. Bạn có sức mạnh độc lập và nền tảng của các mối quan hệ phong phú, tương thuộc. Sự an nhiên. Sự an nhiên của bạn nằm đâu đó giữa hai đầu. Một đầu là sự bất an cùng cực, trạng thái mà cuộc sống của bạn luôn biến thiên theo những biến cố bên ngoài, và một đầu còn lại là cảm nhận sâu sắc về giá trị nội tại cao quý và sự an nhiên của bản thân. Sự dẫn đường thì dao động, giữa một đầu là tính lệ thuộc vào lăng kính xã hội và những hoàn cảnh bất ổn, biến động, và một đầu là định hướng mạnh mẽ mà bạn có thể có được từ bên trong chính mình. Trí tuệ của bạn nằm giữa một đầu là tấm bản đồ hoàn toàn sai lệch mà trong đó mọi thứ bị bóp méo, không gì là phù hợp. Còn một đầu là tấm bản đồ hoàn chỉnh và chuẩn xác về cuộc đời mà trong đó mọi vật và mọi nguyên lý đều liên hệ hoàn hảo với nhau. Và sức mạnh của bạn nằm giữa một đầu là trạng thái bị động như con rối bị người khác giật dây, và một đầu là tính chủ động cao độ, là sức mạnh hành động theo các giá trị sống của bản thân, thay vì phản ứng thụ động theo người khác hay theo hoàn cảnh. Vị trí của những yếu tố này trong vòng xoắn ốc liên tục sẽ quyết định mức độ thích hợp, hài hòa, cân bằng cũng như tác động tích cực của từng yếu tố đến mỗi khía cạnh trong cuộc sống của bạn. Vị trí đó cũng chính là trọng tâm của bạn, là nơi chứa đựng những mô thức nền tảng của bạn. Những trọng tâm khác. Mỗi chúng ta đều có một trọng tâm, cho dù ta thường không nhận ra chúng, ta cũng không thể nhận ra trọng tâm này đã chi phối toàn bộ khía cạnh cuộc sống của ta như thế nào. Ta hãy cùng khảo sát nhanh một vài trọng tâm, hay còn gọi là những mô thức cốt lõi mà mọi người thường có, để hiểu rõ hơn những tác động của chúng đến bốn chiều kích nền tảng, và sau đó là toàn bộ cuộc sống của ta vốn là kết quả của bốn chiều kích nền tảng ấy. Trọng tâm là chồng, vợ. Hôn nhân có thể là mối quan hệ mật thiết nhất, viên mãn nhất, bền vững nhất của con người, và nó giúp con người tự hoàn thiện mình. Và có vẻ như thật hiển nhiên và phù hợp
nếu xem chồng, vợ như là trọng tâm của mình. Thế nhưng, những trải nghiệm và quan sát của chúng ta thường nói lên một thực tế trái ngược. Suốt nhiều năm qua, tôi đã hỗ trợ nhiều cặp vợ chồng có hôn nhân bị trục trặc, và trong những trường hợp ấy, tôi đều thấy có một điểm chung, đó chính là sự lệ thuộc về cảm xúc. Nếu cảm nhận về giá trị của ta xuất phát phần lớn từ hôn nhân của ta, thì ta sẽ trở nên ngày càng lệ thuộc vào cuộc hôn nhân ấy. Ta trở nên dễ tổn thương trước tâm trạng, cảm xúc, hành vi, cách đối đãi của người bạn đời, hay thậm chí với cả những biến cố bên ngoài mà tác động đến hôn nhân của ta, chẳng hạn như đứa con riêng, khó khăn tài chính, thành tựu xã hội, vân vân. Khi trách nhiệm và căng thẳng gia tăng trong mối quan hệ hôn nhân, ta thường có xu hướng hành xử ngược lại với những kịch bản đã được dạy trong quá trình trưởng thành. Người bạn đời của ta cũng làm thế, và những kịch bản này thường khác nhau. Cách hành xử với những vấn đề tài chính, nuôi dạy con ruột, con riêng bắt đầu được thổ lộ. Khi những xu hướng sâu kín này kết hợp với sự lệ thuộc về cảm xúc trong hôn nhân, mối quan hệ mà xoay quanh trọng tâm là người bạn đời bắt đầu bất ổn. Khi ta phụ thuộc vào một người mà ta đang có bất đồng, thì bản thân sự phụ thuộc và mâu thuẫn ấy đều trở nên tồi tệ hơn. Kết quả thường thấy là những phản ứng thái quá, vừa yêu vừa hận, là xu hướng đấu tranh hay rời bỏ, là thái độ chối bỏ, hằn học, là sự cay đắng, oán hận hay là chiến tranh lạnh trong cùng một mái nhà. Khi những điều này diễn ra, ta thường chìm sâu hơn vào những thói quen hay xu hướng hành xử mà mục đích là nhằm bào chữa hay bảo vệ cho hành vi của bản thân và tấn công hành vi của chồng, vợ mình. Và bất kể khi nào ta cảm thấy bản thân bị tổn thương quá mức, ta thấy cần thiết phải bảo vệ bản thân khỏi bị tổn thương thêm nữa. Ta chọn cách mỉa mai, châm chọc, chỉ trích hay bất kỳ hình thức nào khác để tránh lộ ra sự yếu đuối bên trong. Mỗi bên đều chờ đợi bên kia có cử chỉ yêu thương trước, chỉ để xác nhận những lời buộc tội của mình là đúng, dù ẩn sâu trong họ là nỗi thất vọng về sự phi lý của bản thân mình. Trong một mối quan hệ như vậy, ta chỉ đạt được sự an nhiên giả tạo khi vờ rằng mọi thứ đều trông có vẻ ổn. Thứ dẫn đường ta là cảm xúc trong một khoảnh khắc nào đó, trí tuệ và sức mạnh thì lại bị đánh mất trong những tương tác tiêu cực bị phản tác dụng. Trọng tâm là gia đình. Một trọng tâm phổ biến khác là gia đình, và trọng tâm này cũng có vẻ hiển nhiên và phù hợp, là một khía cạnh mà mọi người thường tập trung và đầu tư sâu sắc. Nó có thể mang lại những mối quan hệ sâu sắc, tình yêu thương, sự chia sẻ, những điều mà khiến cuộc sống này đáng giá. Nhưng nếu là một trọng tâm thì thật chớ trêu thay, nó lại hủy hoại hầu như mọi yếu tố cần thiết để có được thành công về gia đình. Những người lấy gia đình làm trọng tâm thì có được cảm nhận về sự an nhiên hay về giá trị bản thân từ truyền thống, văn hóa gia đình hay gia thế. Do đó, họ trở nên dễ bị tổn thương trước bất kỳ thay đổi nào của truyền thống hay văn hóa gia đình, hay trước bất kỳ yếu tố nào có thể ảnh hưởng đến thanh danh của gia tộc. Những bậc phụ huynh lấy gia đình làm trọng tâm không có sự tự do về cảm xúc hay sức mạnh để nuôi dạy con cái họ có được sự an nhiên thực sự trong tâm hồn. Nếu họ tìm sự an nhiên từ gia đình, thì nhu cầu được con cái yêu thương và nghe lời có thể lấn át tầm quan trọng của những khoản đầu tư dài hạn cho sự phát triển và trưởng thành của con cái. Hoặc họ sẽ chỉ chú trọng đến những hành vi phù hợp và chuẩn mực trong từng hoàn cảnh. Bất kỳ hành vi nào họ xem là không phù hợp thì đều đe dọa đến sự an nhiên của họ. Họ trở nên thất vọng, bị cảm xúc trong hoàn cảnh đó chi phối, phản ứng bộc phát trước sự bận tâm nhất thời, thay vì nghĩ đến sự phát triển và trưởng thành lâu dài của đứa trẻ. Họ có thể phản ứng thái quá và trừng phạt con cái khi họ đang nổi nóng. Họ thường yêu thương con cái một cách có điều kiện, khiến chúng lệ thuộc họ về mặt cảm xúc hoặc nổi loạn. Thank you.
trọng tâm là tiền. Một trọng tâm hợp lý và vô cùng phổ biến khác trong cuộc sống của mỗi người chính là kiếm tiền. Sự an nhiên về kinh tế là nền tảng để một người có thể làm tốt ở những khía cạnh khác. Theo tháp nhu cầu hay phạm vi chuyển biến liên tục về nhu cầu, thì nhu cầu tồn tại về mặt thể lý và nhu cầu an ủi về tài chính luôn đứng đầu. Những nhu cầu khác sẽ không được kích hoạt cho đến khi hai nhu cầu cơ bản này được thỏa mãn một cách tối thiểu. Hầu hết ai trong chúng ta đều đối mặt với những mối lo về tài chính. Có nhiều yếu tố có khả năng và thực tế là đã tác động đến tình hình tài chính của ta. Chúng gây ra hay đe dọa là sẽ gây ra một sự sụp đổ nào đó khiến ta phải bận tâm và lo lắng. Dù không phải lúc nào những mối lo đó cũng hiển hiện rõ ràng trên bề mặt. Thường có nhiều lý do cao quý được dùng để lý giải cho việc kiếm tiền. Chẳng hạn như để chăm lo cho gia đình. Những điều này là quan trọng, nhưng quá chú trọng vào kiếm tiền và xem việc này như một trọng tâm của cuộc đời sẽ hoàn toàn phản tác dụng. Hãy xem xét lại bốn yếu tố nâng đỡ cuộc sống là sự an nhiên, sự dẫn đường, trí tuệ, sức mạnh. Giả sử tôi có được sự an nhiên từ công việc, thu nhập hay tài sản của mình, bởi vì có nhiều yếu tố tác động đến nền tảng tài chính của tôi, tôi trở nên căng thẳng, khó chịu, có xu hướng bảo vệ và phòng thủ trước bất kỳ điều gì có thể ảnh hưởng đến nền tảng tài chính của tôi. Khi cảm nhận về giá trị cá nhân của tôi phát sinh từ tài sản tôi có, tôi trở nên dễ tổn thương trước bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến tài sản của mình. Thế nhưng, công việc và tiền lại không mang đến cho tôi trí tuệ và sự dẫn đường, và chỉ đáp ứng phần nào nhu cầu về sức mạnh và sự an nhiên. Và hạn chế của một người lấy tiền làm trọng tâm chính là khủng hoảng trong cuộc sống của chính mình hoặc của người mà mình yêu thương. Những người lấy tiền làm trọng tâm thường coi nhẹ gia đình và những ưu tiên khác. Họ cho rằng mọi người đều hiểu nhu cầu tài chính là trên hết. Tôi có biết một ông cha nọ, khi anh đang nghỉ phép để dẫn con đi xem xiếc như đã hứa, thì anh nhận được cuộc gọi từ công ty nhưng anh đã không nghe máy. Và khi vợ anh gợi ý, anh nên kiểm tra xem công việc có gì quan trọng không? Anh đáp, hết việc này thì còn việc khác, nhưng tuổi thơ của con thì không được như thế. Suốt quãng đời còn lại của mình, hẳn bọn trẻ sẽ nhớ mãi hành động nhỏ về việc thiết lập ưu tiên ấy. Không chỉ là một bài học mà chúng sẽ lưu trong trí nhớ, mà còn là một biểu hiện của tình yêu thương mà chúng sẽ giữ mãi trong trái tim. Trọng tâm là công việc. Những người lấy công việc làm trọng tâm có thể trở nên nghiện việc. Trọng tâm này xui khiến họ làm việc bất chấp sự hy sinh về sức khỏe, các mối quan hệ và những khía cạnh quan trọng khác trong cuộc sống của họ. Nhận dạng cơ bản của họ bắt nguồn từ công việc họ làm như tôi là bác sĩ, tôi là nhà văn, tôi là diễn viên. Do nhận dạng và cảm nhận về giá trị bản thân của họ được quyết định qua công việc, nên sự an nhiên của họ cũng trở nên dễ bị tổn thương trước bất kỳ điều gì có thể cản trở họ tiếp tục công việc. Sự dẫn đường của họ chính là yêu cầu công việc, trí tuệ và sức mạnh mà họ chỉ gói gọn trong những khu vực giới hạn của công việc, khiến họ không hiệu quả ở những khía cạnh khác của cuộc sống. Trọng tâm là tài sản sở hữu. Động cơ thúc đẩy của nhiều người chính là tài sản sở hữu. Không chỉ là những tài sản vật chất hữu hình như quần áo, thời trang, nhà cửa, xe cộ, du thuyền, trang sức, mà còn là những tài sản vô hình như danh tiếng, vinh quang hay sự nổi bật trong xã hội.
hầu hết chúng ta đều nhận ra từ chính trải nghiệm của mình rằng trọng tâm này hư ảo như thế nào, bởi nó nhanh chóng tan biến đi và lại lệ thuộc vào nhiều yếu tố. Nếu cảm nhận về sự an nhiên của tôi nằm ở danh tiếng hay những thứ tôi sở hữu, thì cuộc sống của tôi là một chuỗi bất an và hiểm nguy, bởi những tài sản này sẽ bị mất đi, bị đánh cắp hay mất giá trị. Nếu trước mắt tôi là một người có tài sản, danh tiếng hay địa vị cao hơn, thì tôi cảm thấy bản thân mình thấp hèn đi. Còn nếu trước mắt tôi là một người có tài sản, có danh tiếng hay địa vị thấp hơn, thì tôi lại cảm thấy cao quý hơn họ. Cảm nhận về giá trị bản thân của tôi liên tục biến đổi. Tôi không có bất kỳ cảm nhận về tính ổn định của bản thân hay khả năng nương tựa vào bản thân. Tôi không ngừng nỗ lực bảo vệ tài sản, đất đai, chứng khoán, vị thế hay danh tiếng của mình. Chúng ta đều nghe chuyện về những người tự sát sau khi mất hết tài sản do thị trường chứng khoán đi xuống, hay mất hết danh tiếng sau màn đảo chiều của ván cờ chính trị. Trọng tâm là sự thỏa mãn. Một trọng tâm phổ biến khác thường liên hệ mật thiết với các loại tài sản sở hữu chính là niềm vui và sự thỏa mãn. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà sự tán dương luôn sẵn có và luôn được khuyến khích. Truyền hình và phim ảnh là hai nguồn ảnh hưởng chính và làm gia tăng kỳ vọng của con người. Chúng mô phỏng cụ thể những gì người khác có và có thể làm để sống một cuộc đời dễ dàng và vui sướng. Thế nhưng, dù vẻ ngoài của lối sống chạy theo sự thỏa mãn ấy được tô điểm lấp lánh thế nào, bản chất thực sự của nó, sự tác động của nó đến con người bên trong ta, đến năng suất và các mối quan hệ của ta hiếm khi nào được như vẻ ngoài ấy. Sự thỏa mãn đơn thuần có thể mang lại sự thư giãn cho cơ thể và tâm trí, mà nhờ đó có thể nuôi dưỡng các mối quan hệ trong gia đình cũng như các mối quan hệ khác. Nhưng về bản chất, sự thỏa mãn không phải là sự hài lòng sâu sắc và bền bỉ, cũng như không mang lại được cảm giác viên mãn. Người chỉ trọng sự thỏa mãn sẽ nhanh chóng trở nên nhàm chán với việc liên tục đạt được các cấp độ sung sướng và không ngừng đòi hỏi có nhiều hơn nữa. Vì thế, sự thỏa mãn tiếp theo phải to lớn hơn, tốt hơn, thú vị hơn và cao cấp hơn. Người này trở nên quá tự yêu mình, họ chỉ diễn dịch mọi thứ theo sự thỏa mãn mà nó có thể mang lại cho cái bản ngã hiện tại và tức thời của họ mà thôi. Khi có quá nhiều kỳ nghỉ dài, quá nhiều bộ phim hay chương trình truyền hình để xem, quá nhiều trò chơi điện tử để tiêu khiển, hoặc quá nhiều thời gian thư giãn vô độ, người ta sẽ lãng phí cả cuộc sống. Nó khiến mọi người như bước vào trạng thái ngủ đông, tài năng không được phát triển, tâm trí và tinh thần u mê, và con tim thì luôn đói khát. Sự an nhiên, dẫn đường, trí tuệ và sức mạnh ở đâu kia chứ? Ở đáy của phạm vi trưởng thành, một cảm giác thỏa mãn phù du vừa thoáng qua. Trong tác phẩm Lời chứng của thế kỷ 20, Malcolm Guggeri từng viết: "Khi tôi nhìn lại cuộc sống của mình hiện nay, điều mà tôi thường hay làm, điều khiến tôi ngạc nhiên nhất chính là những gì tôi từng cho là quan trọng và hấp dẫn nhất, nay lại trở nên vô nghĩa và ngu xuẩn nhất. Chẳng hạn như sự thành công ở bất kỳ hình thức nào, sự nổi tiếng và được tán dương, những thú vui thỏa mãn cạn cợt như kiếm tiền và chinh phục phụ nữ hay du lịch, đi đó đây, ta cứ mãi xoay vần trong đó, trải nghiệm, rồi lý giải những gì hội chợ phù hoa mang đến cho ta. Nhìn lại, tất cả hình thức tự huyễn này hoàn toàn là hư ảo, như Pascal từng mô tả. Đam mê những lạc thú trần tục cũng giống như tự mình liếm vào đất vậy." Trọng tâm là bạn bè hay kẻ thù? Những người trẻ thường mang trong mình trọng tâm là bạn bè, được chấp nhận và được thuộc về một nhóm đồng đẳng
có thể là một nhu cầu vô cùng quan trọng. Chính cái lăng kính xã hội bị bóp méo và không ngừng thay đổi đã trở thành cội nguồn của bốn yếu tố nâng đỡ cuộc sống, tạo ra sự lệ thuộc ngày càng cao vào các trạng thái, cảm xúc, thái độ, hành vi của người khác mà vốn dĩ thường luôn thay đổi. Sự tập trung vào bạn bè có thể chỉ là sự tập trung vào một người duy nhất, khiến trường hợp này giống như các khía cạnh trong hôn nhân. Sự lệ thuộc cảm xúc vào một cá nhân, vòng lặp cần thiết, mâu thuẫn ngày càng leo thang và những tương tác tiêu cực như hệ quả tất yếu, tất cả có thể xảy đến với người có trọng tâm là bạn bè. Thế còn việc đặt cuộc sống mình xoay quanh kẻ thù thì sao? Hầu như không ai nghĩ đến việc này và làm việc này một cách có ý thức. Tuy nhiên, việc lấy kẻ thù làm trọng tâm lại rất phổ biến, nhất là khi có sự tương tác thường xuyên giữa những người có mâu thuẫn với nhau. Khi một người cảm thấy một người đã đối đãi với họ không công bằng về mặt cảm xúc hay về mặt xã hội, thì họ rất dễ bị sự bất công đó chiếm lĩnh và biến người đó thành trọng tâm của mình. Thay vì chủ động lãnh đạo cuộc đời mình, người lấy kẻ thù làm trọng tâm lại lệ thuộc và phản ứng lại hành vi hay thái độ của kẻ thù mà do chính họ tự áp đặt ra cho bản thân. Một người bạn đồng nghiệp của tôi cảm thấy như phát điên trước những yếu điểm của một nhân viên hành chính trong trường đại học. Người mà anh này có mối quan hệ không được tốt đẹp, anh cho phép mình không ngừng nghĩ về người nhân viên hành chính ấy và đến một ngày người đó trở thành nỗi ám ảnh của anh. Nó chiếm lĩnh anh đến độ ảnh hưởng đến chất lượng các mối quan hệ khác của anh như gia đình, nhà thờ, đồng nghiệp. Sau cùng, anh phải đi đến quyết định là nghỉ việc và chuyển đến giảng dạy ở một trường khác. Anh có thích ở lại trường này nếu người nhân viên hành chính kia không còn ở đây không? Tôi hỏi anh ấy. Có chứ, nhưng một khi gã ta còn ở đây thì việc tôi ở lại gây hại quá nhiều cho mọi khía cạnh trong cuộc sống của tôi phải ra đi, anh đáp. Nhưng vì sao anh cho phép người nhân viên hành chính ấy trở thành trọng tâm cuộc sống của anh? Tôi hỏi. Anh bị sốc trước câu hỏi này, anh chối bỏ việc này. Nhưng tôi đã chỉ rõ cho anh ấy thấy là anh đang cho phép người kia kèm theo những khiếm khuyết của người đó hủy hoại toàn bộ cuộc sống của anh, làm suy giảm đức tin của anh và cả chất lượng các mối quan hệ của anh với những người anh yêu thương nữa. Sau cùng, anh cũng chịu thừa nhận người kia đã ảnh hưởng nhiều đến anh như vậy, nhưng chối bỏ sự thật rằng chính anh đã lựa chọn như thế. Anh quy kết trách nhiệm cho người kia vì tình huống khổ sở mà anh phải chịu, và anh tuyên bố rằng anh không chịu trách nhiệm gì cả. Khi chúng tôi tiếp tục trao đổi, anh dần nhận ra rõ ràng trách nhiệm thuộc về anh, nhưng vì anh không thực hiện nó một cách hiệu quả, anh trở nên vô trách nhiệm. Nhiều vụ ly hôn cũng rơi vào kịch bản tương tự. Nhiều người vẫn còn giận dữ và cay đắng, cũng tự biện hộ khi nói về người chồng, vợ cũ. Nói một cách tiêu cực thì họ vẫn còn kết hôn với nhau ở khía cạnh tâm lý, bởi mỗi người đều cần sự yếu kém của người cũ để biện minh cho lời kết tội của mình. Rất nhiều đứa trẻ nhiều tuổi trong xã hội đã sống với sự thù ghét cha mẹ của mình. Dù thầm lặng hay công khai, họ kết tội cha mẹ vì sự lạm dụng, bỏ rơi hay thiên vị trong quá khứ, và họ đặt cuộc đời mình xoay quanh nỗi oán hận ấy và sống với kịch bản thụ động tự bào chữa. Những cá nhân lấy bạn bè hay kẻ thù làm trọng tâm thường không có sự an nhiên bên trong. Cảm nhận về lòng tự trọng của họ cũng rất mong manh và lệ thuộc vào trạng thái cảm xúc hay hành vi của kẻ khác. Sự dẫn đường của họ xuất phát từ quan niệm về cách mà người khác sẽ phản ứng, còn trí tuệ của họ chỉ giới hạn trong vài lăng kính xã hội hay chứng hoang tưởng về kẻ thù. Cá nhân này không có sức mạnh, họ hoàn toàn để người khác giật dây. Trọng tâm là nhà thờ. Tôi tin rằng hầu như bất kỳ ai tham gia nghiêm túc hoạt động tại bất kỳ nhà thờ nào đều nhận ra rằng việc đi nhà thờ không đồng nghĩa với đời sống tinh thần của cá nhân. Có một số người mải mê đi nhà thờ để cầu nguyện và phóng tưởng đến nỗi
trở nên vô cảm với những nhu cầu bức thiết của con người vốn hiện hữu xung quanh. Điều trái ngược hoàn toàn với những quan niệm mà họ tuyên bố là mình tin tưởng sâu sắc. Có những người khác đi nhà thờ ít thường xuyên hơn hoặc hoàn toàn không đi nhà thờ nhưng lại có thái độ và hành vi thể hiện những nguyên lý đạo đức nền tảng. Cả đời tôi từng tham dự nhiều nhóm nhà thờ và phục vụ cộng đồng. Tôi nhận thấy tham gia nhà thờ không đồng nghĩa với việc sống với những nguyên lý đã được giảng dạy trong các buổi lễ. Bạn có thể tham gia năng nổ nhưng lại bị động trong việc sống với những chân lý được truyền trao. Người lấy nhà thờ làm trọng tâm cuộc sống của mình sẽ chỉ chú trọng đến hình ảnh bản thân hay vẻ bề ngoài, dẫn đến thói đạo đức giả, và nó là thứ làm suy giảm sự an nhiên và cảm nhận về giá trị bản thân từ bên trong họ. Họ lấy đánh giá của xã hội là thứ dẫn đường cho mình, và người này có xu hướng dán nhãn người khác một cách sai trái rằng đây là người chủ động, bị động, tự do, chính thống hay bảo thủ. Do nhà thờ là một tổ chức chính quy gồm nhiều chính sách, chương trình, thông lệ và con người, nó không thể mang lại cho một người sự an nhiên sâu sắc, lâu dài hoặc cảm giác về giá trị nội tại. Khi sống với những nguyên lý được nhà thờ truyền giảng, ta có thể đạt được những điều vừa nói, nhưng nếu chỉ sống với tổ chức hoặc hội đoàn không thôi, thì ta sẽ không thể có được những điều này. Nhà thờ cũng không thể mang đến cho con người một cảm nhận thường hằng về sự dẫn đường. Những người lấy nhà thờ làm trọng tâm thường có xu hướng sống thiếu nhất quán. Họ hành xử, suy nghĩ và cảm nhận vào những ngày lễ thánh khác với những ngày thường. Họ hành xử, suy nghĩ và cảm nhận vào những ngày lễ thánh khác với những ngày thường. Việc thiếu tính toàn nguyên hay thống nhất hay chính trực này chính là mối đe dọa cho sự an nhiên, khiến người ta dán nhãn người khác hay tự bào chữa cho bản thân càng thường xuyên hơn. Xem nhà thờ là mục tiêu hơn là một phương tiện để đi đến mục tiêu sẽ làm giảm trí tuệ và cảm nhận về sự cân bằng. Dù nhà thờ tuyên bố sẽ giảng dạy cho mọi người về cội nguồn của sức mạnh, nhà thờ lại chưa bao giờ tự cho mình là nguồn sức mạnh đó. Nhà thờ chỉ tuyên bố họ là một cỗ xe giúp truyền tải nguồn sức mạnh thiêng liêng và bản chất của con người mà thôi. Trọng tâm là bản thân. Có lẽ trọng tâm phổ biến nhất vào ngày nay chính là bản thân hay bản ngã của con người, và hình thức thể hiện dễ thấy nhất của điều này chính là thói ích kỷ mà vốn dĩ đi ngược lại nhiều giá trị của đa số mọi người. Nhưng nếu ta khảo sát kỹ những phương thức phổ biến dẫn đến sự trưởng thành và sự toàn mãn, ta thường thấy việc lấy bản thân làm trọng tâm chính là cốt tủy của những phương thức ấy. Với trọng tâm chính là bản ngã của mình, thì sự an nhiên, dẫn đường, trí tuệ và sức mạnh của một người sẽ rất giới hạn. Cũng giống như biển chết ở Palestine, nó chỉ nhận chứ không bao giờ cho đi, và nó trở nên suy vong. Mặt khác, chú tâm đến sự phát triển của bản ngã cũng có thể là một quan điểm đúng đắn để gia tăng khả năng phụng sự, lao động, cống hiến theo nhiều cách thức thực sự có ý nghĩa, nhờ đó giúp tăng trưởng cả bốn yếu tố nâng đỡ cuộc sống. Tôi từng thấy một số trọng tâm phổ biến khác nữa, và thường ta dễ nhận ra trọng tâm cuộc sống của người khác hơn là của chính mình. Có thể bạn biết rõ những ai đang xem kiếm tiền là trên hết. Có thể bạn biết rõ những ai đang dành hết tâm lực của mình để biện hộ cho chính họ trong một mối quan hệ thường xuyên tiêu cực. Và nếu quan sát kỹ, bạn cũng có thể nhìn thấu các hành vi bên ngoài để nhận thấy bản chất bên trong đã sản sinh ra trọng tâm ấy.